Các hữu tình đó đã được nhiều phước vì dùng có sở đắc làm phương tiện, nên đã khởi lên sự tùy hồi hướng này trăm phần không bằng một, ngàn phần không bằng một, cho đến muôn ức phần cũng không bằng một. Bấy giờ bốn đại thiên vương đều cùng với quyến thuộc hai vạn thiên tử đảnh lễ trần Phật, chắp tay cung kính đồng thừa. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, dùng vô sở đắc làm phương tiện, được bát nhã và làm mật đa sâu xa dùng phương tiện thiện xảo hộ trì, nên oai lực rộng lớn xứng chân pháp giới, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, hơn hẳn sự bố thí có sở đắc mà trước đã nói vô lượng gấp bội lần, không thể nào sánh được. Khi ấy trời Đế Thích cho đến vua trời Tha Hóa Tự Tại cùng quyến thuộc 10 vạn thiên tử đều mang các thứ quý đẹp của cõi trời, tràng hoa hương xoa hương bổn vân vân, y phục chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái, nhiều ngọc quý lạ, và tấu nhạc trời để dâng lên Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ sát chân Phật và chấp tay thừa. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, dùng vô sở đắc làm phương tiện, được bát nhã và làm mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo hộ trì, khoa lực rộng lớn xứng trần pháp giới, màu chứng đắc trí nhất thiết trí, phân hẳn sự bố thí có sở đắc mà trước đã nói vô lượng gấp bội lần, không thể nào sánh được. Khi ấy trời Đại Phạm nói rộng cho đến trời Sắc Cứu Cánh đều cùng vô lượng trăm ngàn chúng trời đến trước Phật đảnh lễ chân ngài, chắp tay cung kính đồng thừa. Bạch Thế Tôn, thật hiếm có, bạch Thiện Thệ, thật kỳ lạ, đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng không trái ngược, dùng vô sở đắc làm phương tiện, được bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo hộ trì, nên oai lực rộng lớn xứng trần pháp giới, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, hơn hẳn sự bố thí có sở đắc mà trước đã nói vô lượng gấp bội lần, không thể nào sánh được. Hết quyển thứ 543.